Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây mình làm tiếp theo phần nền đạo lý phản nhân luân. Thì để cho chúng ta được dễ dàng nắm bắt những cái đạo lý nó như thế nào, thì mình từ xưa đến giờ thì mình cũng thừa biết những nhiều người tìm hiểu về cái nền giáo dục như đạo lý ngu xuẩn, ngu muội, để mà huấn luyện những con chiên, để mà nhồi sọ những tín đồ, để họ có thêm tăng trưởng tín đồ, để cống nạp nuôi những cha, những linh mục, nuôi Vatican, nuôi bọn Công giáo. Nói chung thì bọn này thì nó có rất nhiều cái đề tài, và sau này nó còn hai mục nữa là hết phần của giáo sư Nguyễn Trung, Trần Trung Ngọc và Nguyễn Mạnh Quang. Thì tiếp theo mình sẽ làm bài nền đạo lý phản nhân luân để giúp cho độc giả dễ dàng nhìn ra tài nghệ bị bợm và đặc tính phản nhân luân của giáo hội La Mã. Người viết xin trình bày hai vấn đề trái ngược của hai nền đạo lý. Mục tiêu đạo luyện con người trong Nho giáo trái ngược với mục tiêu đạo luyện con người của ông Chúa Con Giêsu trong đạo Gia Tôn. Một số lời dạy của nhà Phật và của Nho giáo hoàn toàn trái ngược với lời dạy của giáo hội La Mã. Một, mục tiêu đạo luyện con người. Mục tiêu đạo luyện con người của Đức Khổng Tử trong đạo Nho. Mục tiêu này được bác sĩ Nguyễn Văn Thọ, một tín đồ Gia Tô, đã thức tỉnh biết. Khi nói rằng thánh nhân có thể làm cho thiên hạ hợp thành một nhà, Trung Quốc trở thành như một người, không phải nói là thánh nhân có thể thực hiện được nguyên bằng ý chí. Muốn đạt được mục tiêu ấy, cần biết rõ nhân tình, giảng dạy cho họ biết bổn phận và giải thích cho họ biết thế nào là lợi hại. Nhân tình là gì? Nhân tình là hỷ nộ, ai, cụ, ái, ố, dục, vui, giận, buồn, sợ, yêu, gác, muốn. Đó là thất tình lục dục. Bảy tình đó chẳng cần học cũng vẫn có. Thế nào là bổn phận làm người? Bổn phận làm người có 10 điều là: cha phải hiền, con phải thảo, anh phải tốt, em phải ngoan, chồng phải biết điều, vợ phải biết nghe, người trên phải rộng rãi, người dưới phải kính thuận, vua phải nhân, tôi phải trung, phụ từ, tử hiếu, huynh lương, đệ dễ đễ, phu nghĩa, phụ thính, trưởng huệ, ấu thuận, quân nhân, thần trung, thập giả vị chi nhân nghĩa. Cố gắng tu nhân tích đức, gây niềm hòa hiếu, đó là cái lợi cho con người. Tranh đoạt tàn sát lẫn nhau, đó là cái hại cho con người. Phương pháp bình trị con người của thánh nhân, tức là dạy dỗ 10 bổn phận làm người, dạy họ tu đức, lập thân, gây niềm hòa hiếu, tránh mọi sự tranh đoạt. B. Mục tiêu đạo luyện con người của Chúa Giêsu. Mục tiêu này được ghi rõ trong Matthew 12:34 đến câu 37 với nguyên văn như sau: Ta đến đây không phải mang lại sự bình an, mà là mang gươm giáo. Ta đến để con trai chống lại cha, con gái chống lại mẹ, con dâu chống lại mẹ chồng, và làm cho người trong nhà trở thành thù địch chống lại nhau. Kẻ nào kính yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng gì đối với ta, và kẻ nào yêu thương con cái hơn ta cũng không đáng gì đối với ta. 2. Lời khuyên răn người đời. 10 lời khuyên của Đức Như Lai như sau: 1. Chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó là truyền thuyết. 2. Chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống. 3. Chớ vội tin điều gì chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền. 4. Chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển hay trong sách vở. 5. Chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó thuộc lý luận siêu hình. 6. Chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình. 7. Chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt. 8. Chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với định kiến của mình. 9. Chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được sức mạnh và quyền uy ủng hộ. 10. Chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình truyền thuyết. B. Những lời dạy dỗ tín đồ của giáo hội La Mã. Dưới đây là những lời dạy dỗ của giáo hội La Mã mà tất cả mọi giáo dân ngoan đạo cuồng tín đều phải tuân thủ. Niềm tin tôn giáo không cần đến lý trí,
phúc cho ai không thấy mà tin, bằng lời quý hơn của lễ. Chỉ cần có một niềm tin bằng hạt cải thì có thể bê cả trái núi quăng xuống biển. Phải tuyệt đối tin tưởng và trung thành với Tòa Thánh Vatican. Phải triệt để vâng lời và tuân hành lệnh truyền của các đấng bề trên. Phải giấu kín những chuyện tội lỗi dù có thật xảy ra trong giáo xứ, không nên để cho người ngoại đạo được biết. Cha linh mục là đại diện của Chúa, phải coi như cha của cha Chúa, coi cha như giống như Chúa. Những gì cha nói và hành động là nói và hành động theo ý Chúa. Nếu các cha đó có làm sai trái thì đã có Chúa phán xét là giáo dân ngoan đạo, không được bàn tán và nói hành nói tội các cha. Bàn tán và nói hành nói tội hay nói xấu các cha, tức là bàn tán nói hành nói tội hay nói xấu Chúa, và sẽ bị Chúa trừng phạt đày xuống hỏa ngục đời đời. Chỉ công nhận quyền lực của Tòa Thánh Vatican, chỉ công nhận các chính quyền liên minh với Tòa Thánh Vatican và các chính quyền bù nhìn làm tay sai cho Vatican hay các thế lực liên minh với Vatican. So sánh các lời dạy A với B trong cả 1 và 2, chúng ta thấy rõ: 1. Mục tiêu đạo luyện con người trong Nho giáo hoàn toàn trái ngược với mục tiêu đạo luyện con người trong đạo Gia Tô. Trong khi Đức Khổng Tử dạy đời phải cha phải hiền, con phải thảo, anh phải tốt, em phải ngoan, chồng phải biết điều, vợ phải biết nghe, người trên phải rộng rãi, người dưới phải kính thuận, vua phải nhân, tôi phải trung, thì ông Giê-xu và đạo Gia Tô lại dạy tín đồ rằng Chúa Kitô Giê-xu đến với thế gian là để con trai chống lại cha, con gái chống lại mẹ, con dâu chống lại mẹ chồng, và làm cho người trong nhà trở thành thù địch chống lại nhau. 2. Những lời khuyên răn trong Phật giáo hoàn toàn trái ngược với những lời dạy dỗ tín đồ của giáo hội La Mã. Nhà Phật chủ yếu khuyên dạy người đời hãy nên dùng lý trí suy cho kỹ, nghĩ cho cùng trước khi tin tưởng một cái gì, hay trước khi phát ngôn cũng như trước khi hành động. Chớ nên vội vã nhắm mắt tin vào một cái gì đó mà không suy nghĩ. Vì thế mà bậc trí giả Tây Phương mới gọi đạo Phật là đạo của trí tuệ. Trong khi đó thì giáo hội La Mã lại dạy dỗ tín đồ và người đời cứ nhắm mắt mà tin, không cần nhìn thấy cũng tin. Niềm tin không cần đến lý trí, càng nhắm mắt mạnh tin vào lý trí Kitô thì lời dạy của giáo hội thì những tín điều đó càng có hiệu lực. Cái lối rao truyền và dạy dỗ tín đồ như vậy của giáo hội La Mã quả thật không khác gì mấy anh làm nghề mãi vỏ bán thuốc Sơn Đông mà chúng ta thường thấy trong xã hội ở Đông Phương, và cũng không khác gì bọn đồng bóng và thầy cúng cấu kết với bọn cường hào ác bá ở bên khúc sông Chương Thủy thuộc nước Ngụy ở Trung Quốc. Trong thời Đông Châu bịa ra chuyện ông thần là Hà Bá ở khúc sông này muốn mỗi năm cưới một cô vợ vừa trẻ vừa đẹp. Cũng vì thế mà các học giả Gia Tô Trách Lương Nguyễn mới gọi đạo Gia Tô là đạo Biệp. Dưới đây là nguyên văn của ông Trách Lương Nguyễn nói về thành tích Biệp của giáo hội La Mã. Cho nên người ta gọi Công giáo là đạo Biệp hay đạo dối, thật sự không sai chút nào. Nếu phải kể cho hết những chuyện Biệp của Công giáo, chắc phải viết hết một mà tràng thiên tiểu quyết thuyết thì may ra mới tạm đủ. Riêng về chuyện Thánh Phêrô là giáo hoàng đầu tiên cũng có hàng chục chuyện Biệp. Chẳng hạn cái được gọi là chiếc ghế Phêrô, cốt để mọi người tin rằng Công giáo là đạo chính truyền của Chúa Giê-xu qua Thánh Phêrô. Vào tháng 7 năm 1968, một phái đoàn khoa học quốc tế đã đến tận Tòa Thánh giảo nghiệm phương pháp carbon, xác nhận rằng chiếc ghế này được ngụy tạo trong thế kỷ thứ 9. Còn tượng Thánh Phêrô bằng đồng đen rất lớn đứng gần mà bàn thờ chính trong đền Thánh Phêrô đã được toàn giáo hội Công giáo tôn kính nhiều thế kỷ, qua hàng triệu triệu người đã quỳ mọp xuống hôn chân tượng này. Các nhà khoa học và khảo cổ đã xác định bức tượng này là tượng thần Jupiter của các hoàng đế thời cổ La Mã vài thế kỷ trước khi Giê-xu ra đời. Chúng mà ta thường nghe Vatican khoe khoang rằng giáo hoàng là đấng thừa kế ngôi vị của Thánh Phêrô, nhưng có lẽ ít ai biết rằng giáo hoàng là người đầu tiên nêu lên danh hiệu này. Biệp đã trở thành bản chất của Tòa Thánh Vatican nên đã lên men trên nét mặt của các mang chức danh, của các ngài mang chức danh trong thánh hệ thống truyền quyền lực của giáo hội La Mã, cũng như trên nét mặt các ông văn sử nô gia. Những người biết sử dụng lý trí đều nhận thấy rằng hầu hết những lời dạy trong Cựu Ước, trong Tân Ước cùng mà như trong thánh lệnh của Tòa Thánh Vatican và trong những
Lời dạy của giáo hội La Mã về điều có chứa đựng ít nhiều bịp bòm để mê hoặc và lừa gạt người đời hầu thủ lợi. Xin hiểu từ bịp ở trên đây là A. Bưng bít những sự kiện muốn bưng bít và bịa đặt ra những chuyện tốt đẹp để hoặc là đánh bóng giáo hội La Mã và bọn tay sai của giáo hội, hoặc là để dèm pha và làm là hạ giá những thành phần bị giáo hội cho là chống đối hay bất lợi cho giáo hội. B. Diễn dịch một cách lương lẹo để bóp méo sự thật và xuyên tạc lịch sử cùng với mục đích như trường hợp A ở trên. Nói đến tài nghệ bịp bợm của giáo hội La Mã, người viết xin kể ra đây một vài chuyện hoang đường trong Kinh Thánh Kitô mà giáo hội La Mã chủ trương đòi hỏi tín đồ phải đọc hàng tuần, hàng ngày cho đến khi nhập tâm, không bao giờ quên được những câu chuyện kể trong Phúc Âm. Nhiều lúc rất mâu thuẫn với hình ảnh đẹp của Chúa Giêsu như hiền lành, nhân từ và toàn thiện mà chính giáo hội thường cao rao. Chuyện giáo hội bịa đặt ra ông Chúa con Giêsu có tài biến hóa đủ mọi thứ mà giáo hội cao rao quảng bá để có thể làm cho tín đồ lầm tưởng rằng Chúa Giêsu mà tôn vinh thờ cúng quả thật có phép tắc vô cùng, để rồi thán phục và dành trọn cảm tình cho Thiên Chúa. Nghĩa là giáo hội đây là muốn vấn đề cần được phân tích để tìm ra chân lý hay ý đồ của giáo hội. Một, chuyện Giêsu hóa phép 5 cái bánh và 2 con cá thành một khối lượng bánh và một lượng cá nhiều đến đổi cả hơn 5.000 người ăn cũng không hết. Chuyện này được sách Matthew 14 2.15 đến câu 21 viết như sau: Buổi chiều tối, môn đồ tới gần ngài và thưa rằng: Ở đây vắng vẻ và trời tối rồi, xin thầy cho dân chúng về để họ đi vào các làng đặt mua đồ ăn. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Không cần họ phải đi, chính lúc mà các ngươi hãy cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng: Chúng tôi có đây 500 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Ngài phán rằng: Hãy đem đây cho ta. Ngài bèn truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ. Đoạn thấy 5 cái bánh và 2 con cá đó, ngửa mặt lên trời và tạ ơn, rồi bẻ bánh ra đưa cho môn đồ. Môn đồ phát cho dân chúng, ai nấy đều ăn no, còn bánh thừa lại thâu được đầy 12 giỏ. Số người ăn ước chừng 5.000, không kể đàn bà con nít. Matthew 14 2.15 đến câu 21. 2. Chuyện Chúa Giêsu hóa phép làm cây vả khô héo, chuyện này cũng được ghi rõ ràng trong sách Matthew như sau: Sáng mai khi trở lại thành thì ngài nói thấy một cây vả ở bên đường, ngài bèn lại gần, xong chỉ thấy những lá mà thôi, thì ngài phán rằng: Mày chẳng khi nào sinh ra trái nữa. Cây vả tức thì khô héo đi. Môn đồ thấy điều đó lấy làm kỳ, nói rằng: Cớ sao trong giây phút mà cây vả liền khô đi vậy? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin và không nghi ngờ chi hết thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi. Song dầu các ngươi biểu hòn đũa này rằng: Hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được. Trong khi cầu nguyện, các ngươi hãy lấy đức tin để việc gì bất cứ thảy đều được. Matthew 2.21 18 đến câu 24. Đọc qua hai chuyện này, những người có lý trí không thể nhịn được cười, được vì nó vừa hết sức tiếu lâm, vừa hàm ý đồ bịp bợm một cách quá trơ trạng và hết sức trắng trợn. Chuyện một cho ta thấy rằng ông Chúa Giêsu có khả năng biến hóa 5 cái bánh và 2 con cá cho hơn 5.000 người ăn mà vẫn còn thừa tới 12 giỏ bánh. Nhưng chuyện 2 lại cho thấy ông ta bất lực, không thể biến hóa ra thức ăn để mà ăn, không thể làm cho cây vả có trái cho ông ta ăn đỡ đói khi đói. Giáo hội thường rao truyền rằng Chúa Giêsu toàn thiện và toàn lành vô cùng, trong khi đó thì Chúa lại làm cho cây sung khô héo đi, sung khô héo đi mà chết, chỉ có vì nó không ra trái đúng lúc cho ông đói lòng. Cây sung chỉ là một mà sinh vật thuộc loài thực vật, không thể làm hại ai, mà Chúa Giêsu lòng lành vô cùng của đạo Gia Tô cũng ban cho nó bản án tử hình. Hành động này cho chúng ta nhìn thấy rõ cái tâm địa ác độc, không ăn được thì đạp đổ của Chúa Giêsu. Tâm địa của Chúa Giêsu ác độc như vậy mà giáo hội lại dám nói rằng Chúa Giêsu toàn thiện và lòng lành vô cùng. Như vậy rõ ràng là giáo hội đã bịp tín đồ
Biệp người đời và biệp dài dài cả gần 2.000 năm nay. Vấn đề này cần phải được phân tích để cho mọi người để nhìn ra việc làm biệp bợm này của giáo hội. À, ông Giêsu thực sự là người hiền, nhưng giáo hội muốn thị oai với con chiên nên mới bịa ra chuyện ông Giêsu ác độc như vậy và gọi đó là phúc âm. Trong trường hợp này, không ai chối cãi được giáo hội La Mã đã có hành động biệp bợm. Điều đáng buồn cho tín đồ thờ ông Giêsu vì rằng hành động biệp bợm này của giáo hội đã vô tình hay cố ý vu khống cho ông Giêsu cái tội ác giết chết cả cây sung hiền lành. Hành động vu khống để bôi nhọ ông Giêsu như vậy quả thật là hết sức nghiêm trọng, đến cả Chúa Giêsu mà giáo hội cũng không buông tha, cũng vẫn vu khống và bôi nhọ miễn là có lợi cho giáo hội. B. Ông Giêsu thực sự có tài hóa phép giết hại sinh vật nào làm cho ông ta không ưa hay thù ghét, nhưng giáo hội lại nói láo với con chiên rằng ông ta hiền lành toàn diện. Trong trường hợp này, giáo hội cũng là tay tổ sư biệp mà không có ai có thể chối cãi được. Ở trường Chúa Giêsu làm cho cây sung khô héo và chết đi, nếu Chúa Giêsu để cho cây sung sống, khi tới thời điểm thích hợp, tới mùa, nó sẽ sinh trái để cho chúng cho những người khác ở trong vùng hưởng dụng. Nhưng Chúa Giêsu đã không làm như vậy. Trái lại, ông ta đã hành động theo phương châm không ăn được thì đạp đổ. Cái triết lý không được ăn thì đạp đổ này đã được giáo hội La Mã dùng làm sách lược hành động để đánh phá những chính quyền của những quốc gia mà quyền lực và đặc quyền lợi ích của giáo hội La Mã bị trút bỏ. Người lãnh đạo chính quyền không phải là người do giáo hội đưa lên. Đây là trường hợp của Việt Nam trong các thời vua Minh Mạng 1820-1840, Thiệu Trị năm 1840 đến 1847, Tự Đức năm 1847 đến 1883. Và từ năm 1975 cho đến ngày nay, chính quyền Việt Nam hiện nay ở vào cả hai trường hợp trên đây. Cho nên mới bị giáo hội và tín đồ Gia Tô ngoan đạo người Việt đã liên tục sử dụng sách lược này từ năm 1975 để đánh phá chính quyền và đất nước Việt Nam bằng mọi giá. Sự thật về những thủ đoạn và hành động biệp bợm của giáo hội rành rành như vậy, ấy thế mà tại sao tín đồ Gia Tô lại không nhìn thấy? Phải chăng tín đồ Gia Tô, người Việt đã nhắm mắt nghe theo lời dạy, niềm tin không cần đến lý trí cho nên mới không nhìn thấy những thủ đoạn biệp bợm trong lời dạy lưu manh của Vatican? Phải chăng vì máu tham lam chạy theo miếng mồi Chúa trả ơn, Chúa sẽ đền ơn và quyền lực sẽ được trao cho họ khi mà giáo hội có thể lật đổ chính quyền hiện nay để đưa tín đồ Gia Tô lên cầm quyền, đã làm mờ mắt họ cho nên họ mới không nhìn ra những thủ đoạn và hành động biệp bợm này của giáo hội La Mã? Phải chăng chính sách ngu dân của giáo hội La Mã đã làm tê liệt hết tất cả các tế bào lý trí trong não bộ của tín đồ Gia Tô người Việt, khiến cho họ không còn khả năng thông minh để tìm hiểu sự vật, cho nên họ mới không nhìn ra những thủ đoạn mà hành động biệp bợm này của giáo hội La Mã? Phải đợi đến khi họ thức tỉnh, thoát khỏi cái ngục tù ngu dốt mà giáo hội đã giam hãm ở trong đó, thì họ mới có thể nhìn ra những thủ đoạn và hành động biệp bợm này của giáo hội. Đây là trường hợp của giám mục mà Demon Tutu ở Phi Châu. Khi thức tỉnh, ông đã nhìn ra thủ đoạn biệp bợm này của giáo hội và kể lại cho nhân thế giới biết. Dưới đây là lời kể của giám mục Tutu: chúng tôi có rất đai và họ đến với cuốn kinh thánh của họ. Chúng tôi tin họ cầm cuốn kinh thánh trên tay, nhắm mắt cầu nguyện. Khi tôi mở mắt ra thì chúng tôi có cuốn thánh kinh và họ có đất đai của chúng tôi. Và đây là những trường hợp của bác sĩ Nguyễn Văn Thọ, của ông Trách Lương Nguyễn, của mục sư Trần Tâm Tĩnh, của ông Du Sĩ Phạm Hữu Tạo và hàng ngàn nhà trí thức Gia Tô khác mà các tác giả của họ đã được chúng tôi dùng là tài liệu tham khảo để biên soạn tập sách này và bộ sách lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã. Đặc tính lá mặt lá trái của giáo hội La Mã, bộ mặt thật về lá mặt lá trái hay tráo trợ của giáo hội La Mã cũng cần phải được trình bày rõ ràng để mọi người cùng biết. Có rất nhiều bằng chứng về vấn đề này. Một trong những bằng chứng rõ rệt nhất là việc Tòa Thánh Vatican đã kết tội người thiếu nữ anh hùng của dân tộc Pháp tên là Jeanne d'Arc năm 1412-1431 với những tội danh như là một con mụ phù thủy,
và tà đạo bằng cách biến hóa bà ấy vốn là một nữ anh hùng của nước Pháp thành một người vô cùng độc ác. Rồi xuyên suốt cả gần 5 thế kỷ, thấy rằng dân tộc Pháp dù hơn 90% là tín đồ của giáo hội cũng vẫn tôn vinh người thiếu nữ anh hùng này lên hàng cứu tinh của dân tộc. Giáo hội quay ra biến hóa bà thành một mà vị thánh của giáo hội. Người ta có thể bảo đây là một mà sự lầm lẫn của giáo hội khi kể tội bà là phù thủy và thiêu sống bà cho đến chết. Thế nhưng chính giáo hội lại tự phong là hội thánh duy nhất thánh thiện công giáo và tông truyền, là hiền thê của Thiên Chúa làm người. Và cũng chính giáo hội đã đẩy dạy dỗ tín đồ rằng giáo hoàng không lầm lẫn. Trong vụ án Jenner Axe, chúng ta thấy rõ ràng là cả giáo hội và giáo hoàng đều lầm lẫn. Như vậy thì có phải là giáo hội đã ăn không nói có, đổi trắng thay đen, tráo trở, lật lọng, trở mặt như trở bàn tay không? Những hành động của giáo hội La Mã đối với bà Jenner Axe cho chúng ta thấy rõ cái bản chất lá mặt lá trái và đặc tính nhận vơ, thấy người sang bắt quan làm họ của giáo hội. Nhân tiện đây cũng nên nói rõ là nền văn minh Tây Phương với những tư tưởng tiến bộ về phát minh cùng mà những tiến bộ về khoa học và kỹ thuật như ngày nay là nhờ có những công trình đóng góp tiêm óc của các bậc vĩ nhân trong các thời kỳ mà sách sử sách gọi là thời kỳ phục hưng và cải cách tôn giáo. Thời đại khoa học và lý trí cũng gọi là thời kỳ khai sáng. Thời đại cách mạng dân chủ đó là các nhà học như John Hunt Kepler năm 1571 năm 1630, Galileo năm 1564 năm 1642, Isaac Newton năm 1642 năm 1727, John Locke năm 1632 năm 1704, Voltaire năm 1694 năm 1778, tên thật là Fancoy Aroes Denis Diderot năm 1713 năm 1784, Montesquieu năm 1689 năm 1755, Jean-Jacques William Rousseau năm 1712 năm 1788, Albert Einstein năm 1879 năm 1955, vân vân. Tất cả các vĩ nhân trên đây đều hầu như hoàn toàn không tin tưởng vào hệ thống lý tín lý thần học Kitô, hoàn toàn không tin vào cái đạo cứu rỗi bịp bợm của giáo hội La Mã, và điều chống Vatican cũng vì thế mà giáo hội thù khét họ đến tận xương tận tủy, gọi họ là những phần tử vô thần, những tên chống Chúa, những trường phản Chúa, phản đạo và lạc đạo. Cũng may là ngoại trừ nhà bác học mà Galilei, các bậc vĩ nhân này đều sống ở ngoài vòng kiểm soát của Tòa Thánh Vatican, cho nên họ mới có thể tiếp tục trước tác hay phát minh được không biết bao nhiêu công trình vĩ đại, góp phần vào cuộc phát triển văn minh sáng chói như ngày nay mà ta thường gọi là nền văn minh Tây Phương. Nhờ vậy nền văn minh nhân loại càng ngày càng trở nên tiến bộ và phong phú. Giả thử như chẳng may họ phải sống ở trong vòng kiểm soát của giáo hội như trong thời Trung Cổ 476-1500 mà các nhà viết sử gọi là thời kỳ hắc ám, thì số phận của họ cũng đã bị tóm cổ đem trói vào một cái cột ở giữa đống củi khô rồi châm lửa thiêu sống cho đến cháy chết cháy thành than, giống như số phận của các nạn nhân của giáo hội như John Huss năm 1373-1415, Jenner 1412-1431, Savonarola Girolamo năm 1452-1498, Bruno 1548-1600, Galilei năm 1564-1642 bị tù chung thân và giam hãm cho đến chết, và hàng triệu nạn nhân khác của giáo hội ở châu Âu và các cuộc thuộc địa các đế quốc liên minh với giáo hội như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp và Bỉ. Nếu như vậy cho đến ngày nay, chắc chắn là nhân dân châu Âu châu vẫn còn sống trong ngục tù ngu dốt, vẫn còn ngu xuẩn tin rằng loài người là con cháu của hai cục đất sét đó tên là Adam và Eva, rằng bà già Sê
bà Giê-xê Maria, người Do Thái đã có chồng và một đàn 7 người con và vẫn gọi là gái đồng trinh, rằng mặt trời quay quanh trái đất, rằng Thiên Chúa toàn năng có thể biến hóa vô cùng, đã có thể biến hóa 2 con cá và 5 tổ bánh cho ổ bánh mì cho hơn 5.000 người ăn không hết, nhưng lại bất lực và lo sợ người ta cúng quỷ Satan, bất lực không thể làm cho cây vả sinh trái khi Chúa ăn đỡ vào lúc đói lòng, rằng Thiên Chúa toàn thiện nhưng lại cực kỳ nhỏ nhen, nặng lòng đố kỵ, tị hiềm, cực kỳ độc ác và hết sức dã man, như được mô tả trong các Leviticus 26 2.1 đến câu 18, Phục Luật câu 6 2.14, 12 2.2 đến câu 3, 13 2.6 đến 9, 21 2.18 đến câu 21, 22 2.13 đến câu 23, Dân Số 31 đến câu 28, 31 đến câu 40, Xuất Hành 12 2.12, 13 2.12, 22 2.18 đến câu 20, vân vân. Thành tích của giáo hội La Mã chống lại văn minh nhân loại và đối xử tàn tệ với các bậc vĩ nhân có công lớn tạo nên văn minh Tây Phương là như vậy. Ấy thế mà cả giáo hội La Mã và tín đồ Gia Tô người Việt lại nhận vơ gọi nền văn minh Tây Phương là nền văn minh Thiên Chúa Giáo. Hành động nhận vơ như vậy cho chúng ta thấy rằng giáo hội La Mã và tín đồ Gia Tô người Việt đều là những hạng người vô liêm sỉ đến cùng độ của vô liêm sỉ. Tài nghệ ăn không nói có và đổi trắng thay đen của giáo hội La Mã quả thật là siêu việt trong lịch sử nhân loại và đã được tín đồ Gia Tô người Việt thụ giáo đến nơi đến chốn. Như vậy mà đồ đệ ưu tú người Việt của giáo hội đã biến hóa nên tên bạo chúa Gia Tô Tam Đại Giang Việt Ngô Đình Diệm thành một nhà ái quốc đã chết vì dân tộc, bất kể là tên Tam Đại Việt Giang tàn ngược họ Ngô này đã bị sách sử ghi nhận là một trong 100 tên bạo chúa ác độc nhất trong lịch sử nhân loại. Miệng lưỡi của Tòa Thánh Vatican và tín đồ Gia Tô ngoan đạo người Việt là như thế đó. Miệng Vatican có gan có thép, đồ nhà khó vừa nhỏ vừa thâm. Tài nghệ nói láo của giáo hội La Mã. Đúng ra nói láo cũng chỉ là một trong những tài nghệ bịp bợm của giáo hội La Mã. Nói láo cũng có thể hiểu là không nói thành có, không nói thành có và có nói thành không. Thực ra cái mẫn bịp bợm này đã trở thành bản chất của hầu hết tất cả mọi thành phần trong giáo hội. Trong phạm vi giới hạn của tiêu mục này, người viết xin nói rõ về nguyên nhân nào đã khiến cho tín đồ Gia Tô ngoan đạo cũng trở thành những người bất khả tín và nói láo như cuội. Theo sự hiểu biết của người viết, bản chất nói láo của tín đồ Gia Tô là do noi gương của các đấng bề trên trong hệ thống quyền lực của giáo hội. Các đấng bề trên trong hệ thống quyền lực của giáo hội La Mã, từ giáo hội cho đến các vị chức sắc cao cấp trong giáo triều Vatican, xuống tới các hồng y, tổng giám mục và linh mục cai quản các giáo phận và các họ đạo tại các quốc gia, địa phương. Tất cả những người này đều là những người nói láo chuyên nghiệp, nói láo đến độ nếu chú cuội là nhân vật có thật thì chú cuội cũng phải ngã mũ chào thua. Bằng chứng rõ ràng nhất là tất cả các ngài trên đây đều chưa hề lên thiên đường bao giờ và cả cũng chưa hề xuống hỏa ngục một lần nào. Ấy thế mà các ngài nói chuyện ở trên thiên đường và nói chuyện hỏa ngục giống y như là những người đã từng ở trên thiên đường lâu năm và y như là những người mới từ dưới địa ngục trở về. 2. Bắt nguồn từ chuyện giáo luật của giáo hội bắt buộc giáo dân phải đứng đền đến xin tội và quý vị linh mục quản nhiệm ít nhất là một lần trong một năm. Nơi xưng tội là một căn phòng nhỏ bé được thiết kế ở một góc trong nhà thờ. Phòng này có chiều dài không quá 2 thước và chiều ngang khoảng hơn 1 thước rưỡi. Khi xưng tội, tín đồ quỳ trước một vị linh mục ngồi trên một cái ghế trong cánh cửa tối nửa sáng, nên cái vẻ âm u. Tín đồ tự kể ra những tội lỗi đã phạm phải trong thời gian từ xưng tội trước hay là từ thổi bé. Nếu là xưng tội lần đầu tiên, rồi xin cha nhân danh Chúa tha thứ cho. Dĩ nhiên, sau khi nghe tín đồ xưng thú tội lỗi xong, vị linh mục ngồi trong liền phán rằng nhân danh Chúa tha thứ cho những việc làm tội lỗi của đương sự. Và tiếp theo là khuyên
đương sự phải hối lỗi và tạ lỗi bằng cách cầu nguyện và dâng lễ cầu nguyện để tạ ơn Chúa tha thứ cho những tội lỗi của họ. Bề ngoài của giáo hội của giáo luật này là để giúp cho tín đồ tự kiểm điểm lại bản thân nếu thấy đã phạm tội lỗi, thì đến nhà thờ xưng thú với cha để nhờ cha giải tội với hy vọng cho tâm hồn được thanh thản và trở thành người sống đời lương thiện, ngay thẳng thật thà. Vấn đề đặt ra là nếu giáo hội có thực tâm làm cho tín đồ sống đời lương thiện thì giáo hội đã đào tạo giai cấp cán bộ gọi là những người mang chức thánh lương thiện để làm gương cho tín đồ noi theo mà hành xử. Thế nhưng thực tế cho thấy rằng trong suốt chiều dài lịch sử của giáo hội từ thế kỷ thứ tư cho đến nay, các ông giáo hoàng cũng như các ông hồng y, giám mục và linh mục đều là những phường đạo đức giả, những hạng người đại gian đại ác, sống đời phóng đãng, loạn luân, loạn dâm, xúi dục tín đồ làm những chuyện phi nhân ác đức, khinh rẻ và tàn sát những người thuộc tôn giáo khác, hủy diệt các công trình và di sản của các tôn giáo và văn hóa khác. Vấn đề này đã được trình bày đầy đủ ở trong mục 3 phần 2 trong bộ sách lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã. Nói tóm lại, tất cả các ngài đều là những phường đạo đức giả, thường thượng bất chính hạ tắc loạn, các đấng bề trên mà là những hạng người đạo đức giả thì tất nhiên tín đồ cũng noi theo gương các ngài và trở thành hạng người đạo đức giả. Hơn nữa, giáo hội luôn luôn dạy dỗ tín đồ rằng tốt khoe ra, xấu xa đậy lại, và là người ngoan đạo phải có bổn phận giấu kín những chuyện tội lỗi dù có thật xảy ra trong giáo xứ, thì tất nhiên họ cũng phải triệt để tuân hành lời dạy tốt khoe ra, xấu xa đậy lại, cũng phải giấu kín những chuyện tội lỗi của họ, không nên để cho người khác biết. Vì thế khi đến xưng tội, họ chỉ xưng thú kể cho cha biết những chuyện tội lỗi phần tâm phạo vô hại mà thôi, còn những tội lỗi tày trời dĩ nhiên là họ phải giấu kín và giấu thật kỹ. Đây cũng là trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho tín đồ gia tô trở thành những người nói láo hơn cuội. Sự đời chiếc huy chương nào cũng có bề trái của nó, mục đích chính là giáo hội La Mã còn trong việc ban hành giáo luật cưỡng bách tín đồ phải đến xưng tội với vị linh mục quản nhiệm. Họ đạo mỗi năm một lần và để tạo cho giới linh mục có cơ hội trổ tài tán tỉnh gạ gẫm thông dâm với nữ tín đồ, hầu có thể giải thoát tình trạng bế tắc về sinh lý. Có như vậy họ mới không còn cảm thấy thèm muốn lập gia đình và trở thành thích thú sống đời độc thân và tỏ lòng tuyệt đối trung thành với giáo hội. Xin gọi biện pháp này là biện pháp giúp cho tu sĩ giải quyết vấn đề sinh lý bị dồn ép. Biện pháp giả mang này được cho ra đời vào thời điểm sau khi giáo hội đã điều nghiêng tình trạng giới tu sĩ bị dồn ép về sinh lý, không có nơi xả số quắp, khiến cho họ có thể từ bỏ cuộc đời mang danh nghĩa là mang chức thánh, nhưng chỉ hữu danh vô thực, có tiếng mà không có miếng. Miếng đây có nghĩa là hưởng thụ thú vui nhục dục hay tình yêu đôi lứa trai gái. Biện pháp này nhằm gây cho các ngài linh mục, giám mục, hồng y cảm thất thú trong cuộc đời làm linh mục, vì lý do là cựu giáo sĩ Pedro de Rosa ghi lại như sau: đệ tử hội nghị Lateran vào năm 1215 quyết định buộc giáo dân phải xưng tội với giáo sĩ hàng năm. Cũng tại hội nghị này, giáo hoàng Inconset thứ ba năm 1198-1216 đưa ra quyết định chót về luật tu sĩ phải sống độc thân. Hai giáo luật này hợp lại làm nguy hại cho nền luân lý của giáo sĩ và giáo dân. Nó đưa đến tội lỗi mà giáo luật gọi là gạ gẫm, có nghĩa là một giáo sĩ lợi dụng lúc xưng tội để làm chuyện vô luân. Dĩ nhiên là giáo hội có những hình phạt về tội lỗi này, những hình phạt này dần dần trở nên nghiêm khắc hơn, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy có sự giảm bớt về số lần các ông giáo sĩ lợi dụng chức vụ để gạ gẫm các nữ tín đồ đến xưng tội. Việc sử dụng biện pháp giả mang trên đây chứng tỏ giáo hội La Mã có giả tâm sử dụng nữ tín đồ như là miếng mồi dụ dỗ giới tu sĩ để lôi cuốn họ dấn thân vào hố sâu tội ác dâm loạn, bất kể gì đến hạnh phúc gia đình của giáo dân. Sử dụng biện pháp này tức là giáo hội đã cố tình tạo ra một môi trường thuận lợi để cho giới tu sĩ có cơ hội gạ gẫm tán tỉnh nữ tín đồ ở một nơi vắng vẻ, cấm ngoại thủy, không ai được biết. Không hoàn toàn
trong hoàn cảnh đó, nữ tín đồ đến xưng tội, hiện lên giống như một con nai tơ trờn vờn trước mặt con cọp đói đã nhịn ăn lâu năm. Không biết luật xưng tội quy định nơi xưng tội như thế nào, mà trong thực tế nơi xưng tội nằm trong khuôn viên nhà thờ, có thể gọi là phòng xưng tội, được bố trí trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, trong hoàn cảnh trai đơn gái chiếc, chỉ có hai đứa mình thôi nhé, rất thích hợp cho các ngài trổ tài ban thánh ngôn để gà gẫm. Và nếu có tài thì cứ việc bốc hốt thả vàng tùy theo khả năng. Làm như vậy là làm cho tu sĩ cảm thấy có sinh thú trong cái nghề làm linh mục, khiến cho họ bám chặt lấy giáo hội để được sử dụng chức thánh mà hưởng thụ miễn phí. Những gì mà tất cả những đấng mày râu thực sự là đàn ông đều ước ao, khao khát. Nếu chẳng may bị nạn nhân hay giáo dân tố cáo thì giáo hội sẽ hết lòng bao che, giấu giếm và cưu mang cho đến cùng, để cho các ngài cứ như thế mà hành xử và hưởng thụ. Những bản văn sử dưới đây do cựu linh mục mà Pero de Ros viết trong cuốn Vicat of Church cho chúng ta thấy rõ được phần nào trong chính sách giả mang này của giáo hội. Sự lạm dụng tại phòng xưng tội đã trở thành quá thông thường ở khắp mọi nơi, đến nỗi giáo dân phải nói với nhau rằng nếu giáo sĩ nghe xưng tội của họ mà đã có tai tiếng rồi thì khỏi cần phải xưng tội dâm đảng với ông ta. Sự cách biệt và kín như bưng của phòng xưng tội đã giúp cho các ông linh mục nghe xưng tội được gần gũi các bà hay các cô nào những lúc sơ hở nhất của họ, nghĩa là theo giáo luật đòi hỏi họ phải xưng thú cả những ý nghĩa thầm kín cũng như hành động và khát vọng tà dâm, hay không được trong sáng. Nếu có một bà xưng thú rằng bà ta đã gian dâm hay ngoại tình thì ông linh mục nghe xưng tội có thể làm cho vấn đề trở thành trầm trọng ghê gớm, nếu ông ta muốn lợi dụng trường hợp này để gạ gẫm. Vì không muốn mất thanh danh cho nên bà ta sẽ không đem những chuyện đẩy xa ra ở phòng xưng tội nói cho mọi người khác biết. Nên phải nhớ rằng sau khi thời giáo hoàng Inconsat thứ 3 1198-1216, cả mấy thế kỷ những người sám hối lúc xưng tội hoặc là ngồi kế bên giáo sĩ nghe xưng tội, hoặc là quỳ ngay tại chân ông ta. Phòng xưng tội mới có từ giữa thế kỷ thứ 16 và mãi đến năm 1614, bộ nghi lễ của giáo hội mới ra lệnh bắt buộc phải có phòng xưng tội. Dù là đã ra lệnh rồi, nhưng không phải ở đâu cũng sử dụng phòng xưng tội. Ở Tây Ban Nha, người ta sử dụng những dụng cụ thay thế đặc biệt, có thể là một cái khung làm bằng nhiều thanh gỗ ghép lại, hoặc là một cái sàn, một cành cây hay một cái quạt để ngăn cách giữa giáo sĩ nghe xưng tội với người xưng tội. Hoàn cảnh vắng vẻ và tối om om ở trong nhà thờ rất thuận tiện cho việc gạ gẫm của vị giáo sĩ nghe xưng tội. Như vậy, việc xưng tội thường là phương tiện cho giáo sĩ tán tỉnh và làm hư hỏng phụ nữ, và cũng là giải thoát được tình trạng bị dồn ép của các ngài phải sống độc thân. Khi nào có một linh mục mà bị một người xưng tội tố cáo thì tòa án của giáo hội có khuynh hướng là khoan hồng cho ông ta. Tháng 2 năm 1535, vị linh mục mà thuộc họ đạo Amos Dova bị tố cáo nhiều tội cưỡng dâm và dâm đảng, trong đó có cái những trường hợp mò mẫm với các ổ gáy điếm và tội gạ gẫm các bà ở trong phòng xưng tội. Ông giáo sĩ này đòi một phụ nữ trẻ phải bằng lòng làm tình với ông ta rồi mới chịu ban phép xá tội cho bà ta. Ấy thế mà ông linh mục này chỉ bị phạt nhẹ và bị quản thúc tại gia có 30 ngày. Sau đó chắc chắn ông ta được tự do và tiếp tục hành xử như trước. Thủ đoạn bịp bợm của giáo hội La Mã là như thế đó. Cũng vì phóng ngôn, bịa đặt và thêu dệt ra không biết bao nhiêu chuyện láo trong gần 2.000 năm qua, giáo hội La Mã đã chiếm kỷ lục về thành tích nói láo. Đây là nguyên nhân tại sao các học giả chuyên nghiên cứu về đạo Gia Tô mới quyết định cùng nhau thiết lập một ủy ban nghiên cứu tân ước để xem giáo hội đã bịa đặt những điều gì mà giáo hội, đó là lời Chúa, lên đến bao nhiêu phần trăm ở trong đó. Sau nhiều năm làm việc, ủy ban này công bố kết quả công trình nghiên cứu thấy có tới 82% những điều mà giáo hội La Mã bảo rằng đó là lời Chúa chỉ là những điều giáo hội gắn vào miệng Chúa Giêsu chứ không phải Chúa Giêsu nói. Sự kiện này đều được các cơ quan truyền thông trên thế giới loan tin đầy đủ. Tờ
The New Tribune số ra ngày 19 tháng 8 năm 1994 đăng tải tin này với nguyên văn như sau. Ông Roy Hoover, một học giả nghiên cứu về thánh kinh, đã mạnh dạn tiến sâu vào lĩnh vực thần học để tìm ra những điều Giê-xu thực sự đã nói. Bản đúc kết mà ông và các thành viên khác của hội nghị nghiên cứu về Giê-xu đã cùng thỏa thuận làm cho mọi người, đúng hơn là giáo hội và các tín đồ của giáo hội, sửng sốt. Trong số 1.500 câu châm ngôn tục ngữ mà thánh kinh cho là Giê-xu nói thì có tới 82% Giê-xu không hề nói. Ông Hoover, một cựu giáo sư dạy môn tôn giáo tại trường đại học mà Whitman ở Villa nói, hơn nữa Giê-xu thực sự không xưng là thần thánh hay Chúa cứu thế. Bản văn sử trên đây cho chúng ta thấy rõ thành tích nói láo của giáo hội La Mã đã khiến cho các nhà biết sử không còn một chút nào tin tưởng vào những lời nói của các ông truyền giáo hay những người mang chức thánh. Trong hệ thống quyền lực của giáo hội, sự kiện này cũng được linh mục Phan Phát Huồng ghi lại trong bộ sách Việt Nam Giáo sử với nguyên văn như sau. Phần đông các sử gia cho những chuyện của giáo sĩ thuật lại là những chuyện hoang đường. Quyền lực sinh ra tội ác, quyền lực càng cao thì tội ác càng nặng, quyền lực càng nhiều và nắm quyền càng lâu thì tội ác càng nhiều trùng trùng như sóng đại dương. Cũng vì vậy mà Saint-Just, một nhà cách mạng trong thời cách mạng Pháp năm 1789, mới để lại cho nhân loại lời nói lịch sử rằng: ngồi trên ngai vàng để trị vì bao giờ cũng là một trọng tội, một sự thoáng đạt không thể khoan miễn, vì không ai có thể trị vì một cách ngây thơ vô tội. Và trong lá thư gửi cho giám mục Mandel Brighton năm 1887, Lord Acton cũng viết: tất cả quyền lực đều có khuynh hướng hay đưa đến tham nhũng, quyền lực tuyệt đối thì tham nhũng cũng tuyệt đối. Giáo hội là một thế lực nắm trọn cả thân quyền và thế quyền, bao trùm lên cả quyền lực các vua chúa trong các nước theo đạo Kitô La Mã và nắm quyền từ thế kỷ thứ tư cho đến ngày nay. Tất nhiên là tội ác của giáo hội trồng chất cao chất nhất như đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn và trùng trùng không khác gì những đợt sóng của giữa Thái Bình Dương. Gây ra tội ác tất nhiên là phải có những nạn nhân của tội ác. Quy luật tự nhiên là những nạn nhân của tội ác bao giờ cũng ghê tởm và căm thù những kẻ đã gây ra tội ác, khiến cho họ phải lâm nạn. Nạn nhân tội ác của giáo hội La Mã không phải chỉ có một mà vài người hay vài chục triệu người, mà hầu như toàn thể các dân tộc Âu Châu, toàn thể các dân tộc theo đạo Hồi. Vì giáo hội đã phát động các cuộc chiến thập tự trong thời Trung Cổ, toàn thể các dân tộc trong các thuộc địa của Bồ Đào Nha, của Tây Ban Nha, của Pháp và của Bỉ ở khắp nơi trên thế giới. Sách Vatican thú tội và xin lỗi viết: giáo hội Công giáo Roma Latin trong thời cực thịnh, kinh bang tế thế, đội vương miện cho các hoàng đế tung hoành dọc ngang, làm mưa làm gió, thâu tóm cả thiên hạ trong tay, tiền rừng bạc biển, đã không thể chế tự chế, không học bài học, khiêm hạ rửa chân, tự cao tự đại, coi bàn chân thiên hạ như cỏ rác. Hôm nay hối bất cập, lịch sử còn nằm trơ ra đó. Người Âu Châu khiếp sợ giáo hội, tránh xa như tránh hủi. Người Á Châu có hành thành kiến ghép giáo hội vào ông Tây thực dân và chống thực dân. Người Mỹ Châu Latin đồng hóa giáo hội vào đại họa diệt chủng. Và người Trung Đông làm sao quên được 250 thách chiến tàn bạo hải hùng, vân vân. Người Âu Châu không phải chỉ khiếp sợ giáo hội và lánh xa giáo hội như lãnh núi, mà họ đã cương quyết đứng lên nói lên tiếng nói ghê tởm và thù ghét giáo hội đến tận xương tận tủy, và quyết tâm vùng dậy đến tiến lên diệt tận gốc rễ, cái giáo hội khốn nạn này. Một trong những đại diện cho tiếng nói của hàng trăm triệu nạn nhân Âu Châu của giáo hội La Mã là nhà báo Jacques-Remy Hebert. Ông nói: các bạn người Pháp, các bạn hãy nói cho tôi nghe xem có được không, nếu cái người mà các bạn coi gọi là Đức Thánh Cha cương quyết chống lại luật pháp của các bạn
các bạn có ngu xuẩn và hèn hạ đến độ phải từ bỏ luật pháp của các bạn? Các bạn còn hy vọng gì ở một ông giáo hoàng? Giáo hoàng, hãy tin tôi đi. Bây giờ hãy đến lượt các bạn. Cả trong 10 thế kỷ qua, giáo hoàng đã áp bức các bạn quá nhiều rồi. Tiếng nói trên đây là nhà báo Jacques Remarque, là tiếng nói nhân dân Pháp đối với giáo hội La Mã, và cũng là tiếng nói hàng trăm triệu nạn nhân của giáo hội La Mã ở khắp mọi nơi trên thế giới, trong đó có tiếng nói của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Đó là bài viết rất kinh tởm mà chúng ta cần phải lên án và cần phải tẩy chay. Và tài liệu này mình sẽ chia sẻ lên trên Facebook để cho mọi người không chịu nghe thì cứ thích đọc thì đọc. Nó sẽ đọc và nghe cái nào cũng được, nhưng mà phải thay đổi tâm tính, thay đổi cái suy nghĩ thì mới được. Xin chào quý vị và các bạn, hẹn clip sau.